cài đặt khóa ứng dụng trên TV Samsung năm 2023. Bước 1, bấm phím Home trên điều khiển nhấn sang ngang và xuống dưới chọn cài đặt nhấn OK. Bước 2, bấm sang ngang chọn tất cả cài đặt, nhấn OK. Bước 3, nhấn xuống dưới chọn tổng quát và riêng tư, nhấn OK. Bước 4, chọn cài đặt của cha mẹ, nhấn ok. Bước 5, chọn cài đặt khóa ứng dụng, nhấn ok. Danh sách các ứng dụng đã cài đặt trên TV Samsung hiện ra như Vion, Apple TV, YouTube. Trong ví dụ này mình sẽ hướng dẫn khóa ứng dụng YouTube. Bước 6, di chuyển đến ứng dụng YouTube cần khóa, sau đó bấm phím mũi tên xuống chữ khóa và bấm ok. một bảng thông báo khóa hiện lên, tại đây bạn nhập mã pin gồm 4 chữ số để khóa ứng dụng. Lưu ý bạn phải nhớ mã pin để mở lại ứng dụng đã khóa. Sau khi khóa xong, trên ứng dụng xuất hiện biểu tượng hình ổ khóa. Giờ hãy cùng mình thử bấm phím home để quay trở lại màn hình chính và mở ứng dụng YouTube nhé. Nhấp vào ứng dụng YouTube xem, màn hình khóa hiện lên yêu cầu nhập mật khẩu mới xem được. Video tiếp theo hãy cùng HC Hải Dương mở khóa các ứng dụng này nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại